Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp địa phương phát triển nghề thủy sản, đa dạng sản phẩm cung cấp ra thị trường, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Đắk Song đã triển khai thử nghiệm mô hình nuôi cá chép giòn tại gia đình ông Đinh Văn Điệp, thôn 10, xã Nam Bình. Mô hình đã được triển khai từ tháng 12 năm 2022. Cá đưa vào nuôi thương phẩm phải đạt trọng lượng tối thiểu 7 lạng mỗi con. Qua theo dõi của cán bộ khuyến nông, cá chép phát triển ổn định, tỷ lệ sống và thích ứng với thức ăn tạo giòn đạt cao. Quá trình nuôi, yếu tố về môi trường khí hậu được đặt lên hàng đầu. Đây là cái dự án đầu tiên chúng tôi chuyển giao cho Đắk Song cũng như là cái tỉnh Tây Nguyên. Thì bắt đầu dự án thực hiện từ tháng 12 năm 2022 đến nay là được khoảng trên 3 tháng. Trong quá trình theo dõi, tư vấn cũng như là chuyển giao thì chúng tôi thấy là Đắk Song là có cái, và đặc biệt là cụ thể là hộ nhà anh Điệp đang triển khai mô hình thì nó có cái điều kiện ao hồ rất là tốt. Qua kiểm tra các chỉ tiêu môi trường nước thì nó đều đáp ứng được các cái yêu cầu của quy trình công nghệ. Thứ hai là hộ gia đình đảm bảo được các cái điều kiện, ví dụ như là về kinh nghiệm đối ứng cũng như là các cái điều kiện cơ sở hạ tầng. Thế ngoài ra thì trong quá trình triển khai thì cái điều kiện của mô hình ở đây thì tôi thấy là điều kiện nước rất là thuận lợi, không khí thì nó cũng rất là tốt cho cái con cá này phát triển. Trong khuôn khổ dự án, gia đình ông Đinh Văn Điệp được hỗ trợ 70% kinh phí mua 1.500 con cá giống và thức ăn, phần còn lại là đối ứng của hộ dân. Theo đánh giá, nuôi cá chép giòn mang lại giá trị kinh tế cao, đồng thời địa bàn huyện Đắk Song có nhiều ao, hồ, đó sẽ là lợi thế để bà con có thể nhân rộng mô hình cá chép giòn nhằm nâng cao giá trị kinh tế của gia đình. Gia đình tôi thì cũng có nuôi cá được 3 năm nay rồi, mà nuôi với cái cách nuôi theo cổ truyền từ cha anh để lại. Thì tôi nuôi thấy tỷ lệ thành công nó cũng hơi thấp. Sau khi được nhận công nghệ bàn giao của huyện cho làm cái dự án mô hình này thì tôi thấy được áp dụng khoa học đưa vào nuôi con cá chép này thì thấy con cá chép nó phát triển so với mấy năm trước rất là nhiều. Đấy, xu hướng thì tương lai là nó sẽ có những kết quả tốt và tôi nghĩ rằng tới đây thì ao cá này sẽ thành công rực rỡ. Nuôi cá chép giòn không tập trung tăng trọng lượng cá mà tập trung phát triển cơ, tạo độ giòn cho thịt. Là mô hình đầu tiên ở huyện Đắk Song nên Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp đã tổ chức cho các hộ dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện đến tham quan, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nuôi cá chép giòn, cách chọn giống, phòng trừ bệnh, chăm sóc và thu hoạch, trực tiếp tham quan học tập tại buổi chuyển giao công nghệ chăn nuôi cá chép giòn. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã triển khai được khoảng gần 4 tháng. Nhưng bước đầu thì đánh giá con cá phát triển bình thường, khỏe mạnh và ăn uống tốt. Thì với cái bước đầu thuận lợi như vậy thì sau này tổng kết mô hình tôi có nhận định là mô hình này sẽ thành công. Khi mà kết thúc mô hình thời gian khoảng tháng 11 năm 2023 thì chúng tôi sẽ tổ chức hội thảo và đánh giá cụ thể cái hiệu quả kinh tế và nhân rộng cái mô hình tại địa phương cho các hộ khác học hỏi làm theo để phát triển cái kinh tế gia đình của địa phương được hiệu quả. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, chăm sóc tốt thì dự kiến mô hình cá chép giòn sẽ thu hoạch lứa cá chép giòn đầu tiên vào tháng 11 năm 2023. Trên thị trường hiện nay, cá chép giòn đang được bán tại ao từ 140.000 đến 160.000 đồng trên 1 kg. Khi nuôi thành công, mỗi kg cá chép giòn có giá cao gấp 3 lần so với nuôi thông thường, hứa hẹn sẽ mang lại nguồn lợi rất lớn cho nông dân.